chia sẻ các góc chụp ảnh, các di sản hội họa, những giá trị văn hóa của bảo tàng bằng các video clip. Đó là sở thích mà ngày càng đông các bạn trẻ thực hiện tại không gian Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các nội dung này sẽ được đăng trên các nền tảng xã hội để thu hút sự quan tâm của công chúng. Thực ra là trước đó thì em chưa biết, nhưng mà thông qua là mạng xã hội thì em có lướt qua vài video và em thấy rằng là hình ảnh và cũng như là kiến trúc ở đây nó rất là đẹp. Vậy nên là đó là lý do mà tại làm sao em đã đến, em chọn địa điểm này để muốn chia sẻ cho tất cả mọi người cùng đến và tham quan. Khi mà mình tới đây thì ngoài cái việc mà mình trải nghiệm cái việc những cái giá trị mà mình nhìn thấy trên mạng internet thì mình có thể tự khám phá những cái giá trị khác khi mình trực tiếp đến tham quan. Đấy chính là lý do vì sao là mình có thể là sâu ra những cái mà khiến cho mọi người cảm thấy thích thú nhất, đưa đến cho mọi người cảm thấy mọi người là muốn đến đây, và sau đó thì mọi người sẽ phát triển thêm những cái sự tò mò của bản thân để có thể khám phá nhiều cái giá trị khác. Thời gian vừa qua, lượng khách đến với bảo tàng tăng gấp đôi so với những năm trước đây, nhất là khách Việt. Thông qua khảo sát của cán bộ bảo tàng, công chúng biết đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam rộng rãi hơn trước là qua mạng xã hội của bảo tàng và qua những video clip của các bạn trẻ đến thăm bảo tàng đăng tải. Chính vì thế, để tiếp tục tăng cường truyền thông hình ảnh của bảo tàng, kết nối bảo tàng đến với công chúng thông qua các kênh truyền thông mạng xã hội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức chương trình tri ân những bạn trẻ có những video được yêu thích nhất trên nền tảng TikTok, Facebook. Khi mà xem các cái video clip cũng như các cái chia sẻ của các cái bạn trên các nền tảng xã hội thì về phía bảo tàng cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì là các bạn trẻ bây giờ đã rất là sáng tạo và có rất nhiều các cái hình thức để mà lan tỏa cái sự yêu thích, yêu mến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với công chúng. Đầy nhiệt huyết, sáng tạo và sử dụng mạng xã hội một cách hữu ích, các bạn trẻ này đã và đang góp phần quảng bá di sản mỹ thuật Việt Nam một cách hữu hiệu nhất.